Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 19 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại huyện Phù Cử. Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm. Cần xử lý nghiêm vi phạm đất đai ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Huyện Văn Giang có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cử về công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Phù Cử đã tập trung quán triệt triển khai hiệu quả chỉ thị nghị quyết các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt 327 tỷ đồng. Về nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm trên 1.200 ha, trong đó có 600 ha vải, gần 300 ha nhãn. Thành lập được 6 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bước đầu mang lại hiệu quả. Giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt bình quân là 110 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay toàn huyện đã có 752 trên 945 hộ tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. Trong đó có 475 hộ tự nguyện tháo dỡ. Xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 17,4 tiêu chí một xã, có 6 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tại buổi làm việc, huyện Phù Cử đã đề xuất kiến nghị với tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, như phát triển hạ tầng giao thông, kết nối giao thông giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Đền và Cây Đa La Tiến, Đền Tống Chân Quốc Hoa, khai thác tiềm năng khu khoáng nước nóng tại xã Tống Chân, tháo gỡ khó khăn xây dựng các khu dân cư mới, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả đạt được của huyện Phù Cử trong thời gian qua, đặc biệt là huyện đã có những cơ chế sáng tạo trong điều hành, lãnh đạo để thúc đẩy tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở định hướng một số vấn đề huyện cần phải thực hiện trong thời gian tới, như tiếp tục thực hiện tốt hơn kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, làm tốt công tác quản lý đất đai, khai thác bến bãi khoáng sản trên địa bàn. Trong sản xuất nông nghiệp, phải làm tốt công tác quy hoạch, có biện pháp khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với quy trình thâm canh của từng cây, từng giống, mở rộng sản xuất theo hướng Việt Gáp, đảm bảo đạt năng suất chất lượng, đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã kiểu mới, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm thuận lợi cho nông dân, có biện pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, khai thác các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn các công trình văn hóa trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phù Cử cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện luân chuyển cán bộ, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, phát huy hiệu quả hoạt động tổ dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các thành viên trong đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến ở xã Nguyên Hòa. Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Bống, 87 tuổi, ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao. Mẹ Bống có hai con trai Vũ Hồng Ngân và Vũ Hồng Điệu là liệt sĩ cùng một người con là nạn nhân chất độc da cam. Thăm và tặng quà ông Phạm Hữu Đỉnh, thương binh hạng 1/4 ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước. Đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo hơn nữa về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách trên địa bàn. Cũng tại huyện Phù Cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chống úng tại trạm bơm La Tiến, xã Nguyên Hòa. Kết quả thực hiện kế hoạch 93A tại xã Tống Chân và thăm hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở thôn An Cầu, xã Tống Chân.
Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2017 với quy mô trên 3 hectare, trong đó có 1 hectare được đầu tư xây dựng nhà lưới trồng dưa cho hiệu quả kinh tế cao. Thăm cánh đồng chuyển đổi trồng cam rộng 50 hectare ở thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa. Thăm hợp tác xã chăn nuôi thủy sản xã Quang Hưng, hiện có 17 thành viên tham gia với 20 hectare diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Tuy mới thành lập được 1 năm, nhưng thu nhập từ nuôi cá của các hộ thành viên trong hợp tác xã đã tăng đáng kể. Sản lượng cá thu hoạch đạt 240 tấn, doanh thu đạt khoảng 11 tỷ đồng. Chiều ngày 18 tháng 7, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu và phục vụ thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong xây dựng và thực hiện chương trình làm việc tổng hợp xử lý thông tin, xây dựng thẩm định và ban hành các văn bản chính xác kịp thời. Nửa cuối năm 2018, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định, gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn để đạt hiệu quả thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, chú trọng quán triệt các chỉ thị nghị quyết mới của Trung ương của tỉnh, thực hiện kiểm tra giám sát đúng quy định. Quan tâm công tác dân vận tại cơ quan, đồng thời phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vững vàng quan điểm chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp ban đại diện nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý 3 năm 2018. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo đó, tổng nguồn vốn ủy thác tại địa phương đã chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 là trên 55,7 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 46,4 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố, nguồn ủy thác của hội đoàn thể cấp xã là 9,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với quý 1. Tuy nhiên, trong 10 huyện thành phố, huyện Khoái Châu vẫn chưa chuyển nguồn vốn ủy thác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tích cực triển khai phân loại nợ để đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho các chủ tịch cấp xã là thành viên ban đại diện nắm được thực trạng nợ đã cho vay và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa phương. Thời gian đối chiếu phân loại nợ từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sự hội nghị có các đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa và đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của hội tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp, nâng cao vai trò của hội nông dân trong phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích nông dân trong tỉnh tập trung tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã, lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có uy tín làm nòng cốt, đẩy mạnh việc liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Cần chú trọng việc sản xuất an toàn, trong đó có an toàn thực phẩm, dịch bệnh và bảo vệ môi trường, tập trung vốn cho các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất sạch và các mô hình trồng trọt, quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Trong xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến vấn đề tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang ghi nhận đánh giá cao kết quả các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10.
đồng chí yêu cầu trong thời gian tới huyện cần điều chỉnh lại một số mục tiêu như cần tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao, giá trị canh tác trên diện tích, thu nhập bình quân, phấn đấu năm 2019 100% các xã về đích nông thôn mới và năm 2020 có ít nhất một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng với tập trung tích tụ ruộng đất và có giải pháp cụ thể bảo vệ thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để đảm bảo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với Cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Để quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về Trung tướng Nguyễn Bình, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, mẫu mực, Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích tham luận tại hội thảo của Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là con người luôn thấu hiểu quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường nhắc ngay từ khi thành lập Đảng và luôn quyết tâm biến quan điểm ấy thành lực lượng, thành cơ sở vật chất cho cách mạng. Nguyễn Bình luôn chủ động và trực tiếp giải quyết những vấn đề phức tạp, việc khó trong quá trình hoạt động cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng và cầm quân của Trung tướng Nguyễn Bình đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, trong đó có những bài học về công tác xây dựng cơ sở, vận động, tập hợp quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng mà đến hôm nay và mai sau vẫn chứa đựng những giá trị sâu sắc. Từ kinh nghiệm của Đảng ta và của cá nhân Trung tướng Nguyễn Bình, theo tôi, ngày nay chúng ta muốn làm tốt công tác dân vận thì cần làm tốt một số việc sau. Một là cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chủ trương chính sách về công tác dân vận của Đảng, bảo đảm luôn phù hợp với những hoàn cảnh điều kiện mới. Cần phải coi trọng công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, bức thiết của Đảng và của cách mạng. Từ đó có nhận thức và cái nhìn đúng đắn, thống nhất về tầm quan trọng của công tác dân vận để có kế hoạch hành động cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. Hai là phải xây dựng một cơ quan dân vận, trong đó phải có được đội ngũ cán bộ dân vận có tâm, có tầm, chân đi, óc nghĩ, miệng nói, tay làm. Như Bác Hồ vẫn dạy, thì sự nghiệp dân vận của Đảng mới thành công thực, thành hiện thực. Nguyễn Bình chính là người đã thực hiện điều này. Bản thân ông không chỉ là một cán bộ dân vận, mà ông còn chỉ đạo cán bộ dưới quyền ông luôn phải làm thật tốt công tác vận động quần chúng, phải biết dựa vào dân thì mới có thể tồn tại và làm cách mạng được. Ba là phải biết chăm lo cho dân, coi những khó khăn vướng mắc của dân là những khó khăn vướng mắc của mình. Từ đó, đầu tư cho trí tuệ, thời gian để tìm biện pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc ấy cho dân. Có như thế thì cán bộ nói dân mới nghe, làm dân mới tin. Cán bộ mà đứng ngoài những bức xúc, khó khăn của dân thì không bao giờ công tác dân vận đạt được kết quả. Bốn là phải biết liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng để tiến hành công tác dân vận, tức là phải tạo ra được sự đồng thuận từ nhiều phía khi thực hiện công tác dân vận. Năm là cần phải tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, nhất là quân đội nhân dân trong tiến hành công tác dân vận. Bởi anh bộ đội Cụ Hồ vốn là một hình ảnh đẹp trong lòng dân, được nhân dân yêu quý, tin tưởng và hết lòng đùm bọc giúp đỡ. Vì vậy, công tác dân vận phải luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Nghiên cứu về cách xây dựng cơ sở, tiến hành công tác dân vận của Trung tướng Nguyễn Bình, chúng ta càng khâm phục sức làm, sức nghĩ của ông, những kinh nghiệm của ông về tập hợp, xây dựng lực lượng, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn ngày nay, hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, đó là xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp và các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của một doanh nghiệp ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đã 8 năm chưa nhận được mặt bằng để triển khai dự án. Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Văn Lâm đã tổ chức thanh tra làm rõ những vấn đề doanh nghiệp phản ánh. Trước nội dung phản ánh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quỳnh Trang được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho triển khai dự án khu thương mại và dịch vụ tại thôn Tuấn Dị từ năm 2010, theo đó diện tích thu hồi là 2.225 m2 là đất chuyên trồng lúa nước tại các thửa 38, 43, 44, 51, tờ bản đồ địa chính số 04. Các thửa 21, 410 được chỉnh lý từ thửa 22, tờ bản đồ địa chính số 25, xã Trưng Trắc. Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số 2887 ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, công ty Quỳnh Trang đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty Quỳnh Trang vẫn chưa được bàn giao hết mặt bằng. Nguyên nhân do Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Giải phóng Mặt bằng vẫn chưa giải phóng và bàn giao hai thửa đất số 21, diện tích 155m2 và thửa đất số 410, diện tích 103m2, do có một hồ sơ cho rằng đây là đất ở nông thôn, vì vậy giữa doanh nghiệp và hai hộ dân chưa thống nhất được giá đền bù. Từ những trích lục hồ sơ địa chính và thực địa, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm có kết luận số 07 ngày 22 tháng 6 năm 2018 nêu rõ, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc đã thiếu sâu sát trong việc kiểm tra giả soát kết quả đo đạc của tổ đo đạc, người dẫn đạc, nên đã vào hồ sơ địa chính đối với hai thửa đất nêu trên là đất ở nông thôn, mà thực chất theo xác minh nguồn gốc là đất sản xuất nông nghiệp. Đây chính là một trong những sai phạm dẫn đến việc đền bù giải phóng mặt bằng bị chậm. Kết luận cũng khẳng định các cá nhân sau khi nhận được diện tích thuê thầu đất nông nghiệp trái thẩm quyền đã thực hiện san lấp dựng nhà, lán để ở và kinh doanh là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, kết luận đã khẳng định cùng là diện tích đất khi hội đồng bồi thường đã giải phóng mặt bằng, đã chi trả bồi thường 600m2 đất sản xuất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Duy đã nhận tiền. Nhưng ông Nguyễn Văn Duy và ông Khương Văn Cường vẫn đòi bồi thường là đất ở nông thôn, là hành vi vi phạm pháp luật đất đai gây cản trở việc sử dụng đất của công ty Quỳnh Trang. Kết luận cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc tiến hành các trình tự thủ tục quy định của pháp luật và các quy định hiện hành, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, thực hiện chỉnh lý nguồn gốc sử dụng đất và loại đất đối với hai thửa đất số 21 và 410 từ thửa 22 theo quy định. Hai diện tích trên thì gọi như là được khi 2001 là bộ phận đo đạc thì đã dẫn đạc đo trồng nên cái diện tích đất không mang. Thì trên cơ sở kết luận thì chúng tôi đã họp anh em thường trực ủy ban và chuyên môn căn cứ vào coi như là mặt đất đai, căn cứ vào thẩm quyền của coi như là địa phương làm một đơn vị coi như là sự phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng, và trách nhiệm chúng tôi đã hoàn thành là xác định cái việc nguồn gốc sử dụng đất đối với lại các gia đình sử dụng. Thế và chúng tôi sẽ tiếp tục coi như là hoàn thiện báo cáo gửi hội đồng cho ý kiến để xử lý. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đang chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung hoàn chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành bàn giao mặt bằng đối với dự án của công ty Quỳnh Trang, đồng thời có giải pháp tích cực khắc phục các hậu quả vi phạm của cán bộ thôn Tuấn Dị, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc đã giao đất sai quy định, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và các bên có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 4 thí sinh đạt điểm cao nhất ở các khối, có tới 3 thí sinh ở huyện Văn Giang. Trường Trung học Phổ thông Văn Giang là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục đào tạo thuộc nhóm đầu của tỉnh. Có những năm, nhà trường nằm trong nhóm 200 trường Trung học Phổ thông có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông và trúng tuyển đại học cao đẳng cao nhất cả nước. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, trường có 2 học sinh đạt điểm thi đại học cao nhất tỉnh. Đó là đôi bạn cùng lớp 12A Nguyễn Duy Long và Phí Lan Anh.
với số điểm 27,15, trong đó toán 9,6, hóa 9, lý 8,5. Long là thí sinh có điểm thi đứng đầu toàn tỉnh ở khối A. Cánh cửa bước vào giảng đường Đại học Bách khoa Hà Nội đang rất gần. Trước khi xóa đáp án thì em cũng không thể tưởng tượng là điểm mình có thể cao đến như vậy. Nhưng mà em xóa đáp án xong và đến bây giờ có điểm chuẩn thì điểm của em cũng không sai lệch. Với học lực khá giỏi trong nhiều năm học, Lan Anh tự tin đăng ký vào khoa Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đạt điểm là 26,28, trong đó toán 8, văn 9, tiếng Anh 9,2. Lan Anh là thí sinh có điểm thi khối D cao nhất tỉnh. Về phần đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh trung học phổ thông quốc gia thì em cũng cảm thấy rất là vui. Và về bí quyết của mình thì em nghĩ là điều quan trọng nhất đó chính là việc phải chăm chỉ cố gắng học tập các kiến thức cơ bản. Sau đó thì khi mà về nhà thì mình nên rèn luyện khả năng tự học, tự tìm hiểu thêm những kiến thức ở bên ngoài. Từ đó thì mình sẽ nhân rộng thêm cái tầm hiểu biết của mình để có thêm hiểu biết trong cuộc sống cũng như là thêm cả hiểu biết trong học tập bên ngoài những điều được các thầy cô giáo đã giảng dạy ạ. Trở thành sinh viên Đại học Y Hà Nội là nguyện vọng của em Nguyễn Thị Quỳnh Hoa lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, thủ khoa khối B của tỉnh. Khi biết mình đạt 27,05 điểm, em không thấy bất ngờ về số điểm thi của mình bởi trong những kỳ thi thử trước đó, phổ điểm của em dao động từ 28 đến 29,75. Em thấy là lên học chắc kiến thức cơ bản và sau đấy là làm thật nhiều đề để quen dần với các dạng bài khi thi. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, Long, Lan Anh và Hoa sẽ đạt được nguyện vọng là những tân sinh viên đại học, đồng thời các em còn là tấm gương sáng trong học tập, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Văn Giang. Chiều ngày 18 tháng 7, trên sân vận động tỉnh Phú Yên đã diễn ra trận chung kết thứ 3 tranh suất thăng hạng nhất năm 2019 giữa câu lạc bộ Phú Hiến và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Trong trận đấu này, câu lạc bộ bóng đá của tỉnh ta đã xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số đậm 4-1, qua đó chính thức góp mặt tại giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, câu lạc bộ Phố Hiến triển khai lối chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngay phút thứ 6, cầu thủ Sĩ Hoàng đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Phố Hiến sau một pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, câu lạc bộ Phố Hiến đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11m của cầu thủ Bảo Toàn. Sang hiệp thi đấu thứ 2, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của cầu thủ Quốc Tuấn ở phút 65. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, câu lạc bộ Phố Hiến đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Công Đến và Bảo Toàn ở các phút 73, 78 để ấn định tỷ số 4-1. Qua đó giúp đội bóng của Hưng Yên giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2019. Đây là thành quả xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh khi đã có một mùa giải thi đấu nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu lên hạng. Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các buổi tuyên truyền cho 300 học viên là các em học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại các địa điểm: Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Nhà văn hóa xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Tại đây, các cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy thông tin tình hình hoạt động tội phạm ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy, tác hại của các chất ma túy, hệ lụy với gia đình và xã hội, biện pháp phòng chống các chất ma túy, các quy định của pháp luật về ma túy. Qua các buổi tuyên truyền, giúp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các em học sinh, người dân với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ dân ở huyện Khoái Châu thu hoạch nhãn sớm cho hiệu quả kinh tế cao. Một số kẻ xấu tung tin sai sự thật về dự án đầu tư của công ty Bảo Huy ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Khởi động chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.